Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trần Tuấn Anh được thăng chức hay sắp lên thớt. Hiện nay trên mạng xã hội có một luồng thông tin cho rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh vào chức trưởng ban kinh tế trung ương là dấu hiệu cho thấy ông Trần Tuấn Anh sắp bị đưa lên thớt, chứ không phải là được lên chức. Ý kiến này cho rằng lên chức chỉ là bề ngoài, còn bản chất bên trong phức tạp hơn rất nhiều. Vâng, bản chất của các mối quan hệ trong trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Bộ Chính trị là hết sức phức tạp hơn người ta vẫn nghĩ. Có người tưởng như lên chức nhưng thực tế là kéo về ban bí thư để ông Nguyễn Phú Trọng tiện tay xử lý. Điều đó là có thật, nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn xử lý ông Trần Tuấn Anh có phải thật hay không thì cũng chưa thể rõ. Tuy nhiên, những người quan điểm của ông Trần Tuấn Anh bị xử lý theo hướng này hướng nọ dẫn chứng ra rằng trước đây ông Đinh La Thăng sau khi bị cách chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa về ban bí thư làm phó ban kinh tế trung ương, và sau đó là ông Nguyễn Phú Trọng cho xử ông Đinh La Thăng không thương tiếc. Người tiếp theo đó là ông Nguyễn Văn Bình cũng có nhiều sai phạm nhưng lại được vào Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng bổ nhiệm vào chức trưởng ban kinh tế trung ương rồi bây giờ đang chờ ngày xử lý vì những sai phạm khi ông làm thống đốc ngân hàng nhà nước dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông Lương thì không có tai tiếng gì nhưng ông Trần Tuấn Anh lại khá tai tiếng. Tuy vậy, điều khó hiểu là ông Trần Tuấn Anh vẫn được đưa vào Bộ Chính trị bất chấp sai phạm. Không biết do thế lực của ông Trần Đức Lương quá mạnh để hỗ trợ con trai vào Bộ Chính trị hay do ông Nguyễn Phú Trọng muốn xử lý ông Trần Tuấn Anh như đã xử lý với Nguyễn Văn Bình. Điều đó khó mà đoán biết. Tuy nhiên, cũng không loại trừ những lời nhận xét theo hướng này có thể khá đúng. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh đột nhiên được ông Nguyễn Phú Trọng trao cho chức trưởng ban kinh tế trung ương, nơi trước đó đã dùng để xử rất nhiều quan chức. Được biết, có nhiều người đã từng làm trưởng ban kinh tế trung ương, nhưng cuối cùng cũng vào tứ trụ. Đó chính là ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện nay Vương Đình Huệ. Vì vậy, lời nhận xét đó là một hướng để ta có thể phân tích, chứ chưa thể khẳng định điều đó đúng hay sai. Tuy nhiên, khả năng xảy ra cũng rất lớn. Sự nghiệp và thân thế ông Trần Tuấn Anh ra sao? Ông Trần Tuấn Anh sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1964, là một chính trị gia thuộc hàng Thái tử Đảng. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng là hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Cha của ông chính là ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được xem như một hạt giống đỏ, tương tự như Nguyễn Thanh Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Anh, vân vân. Đây là hình ảnh hai cha con ông Trần Tuấn Anh và Trần Đức Lương. Ông Trần Tuấn Anh từng theo học Đại học Ngoại giao, tốt nghiệp cử nhân, có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm 1996, sau đó học tập và có bằng cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Tuấn Anh trải qua một thời gian dài theo học ngành giáo dục, bắt đầu từ sự nghiệp vào năm 1988, có quá trình làm việc và trải qua nhiều cơ quan quản lý của nhà nước và cụ thể thuộc chính phủ. Tháng 1 năm 1988, ông được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cộng đồng các doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến tháng 4 năm 1994, ông được điều chuyển tới công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vị trí chuyên viên Vụ Kinh tế Đối ngoại. Tới tháng 6 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2000, ông Trần Tuấn Anh được điều chuyển sang Bộ Ngoại giao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao. Ông trải qua 8 năm công tác ở Bộ Ngoại giao, lần lượt là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, sau đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao, Phục vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao, rồi làm đến Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ, trước khi và làm hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Thứ trưởng rồi đến Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và sai phạm từ thời còn hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước khi rời ghế hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Tuấn Anh nhận được kiến nghị của Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu Bộ Công Thương cần ban hành quyết định cảnh cáo hiệu trưởng Trần Tuấn Anh do không đạt cả hai tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá ở kỳ tuyển sinh 2012. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện ra trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí vượt trần với sinh viên kể từ năm 2010 đến năm 2011 dưới thời hiệu trưởng Tạ Xuân Tề sang thời hiệu trưởng Trần Tuấn Anh. Tuy nhiên, khi được thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu vào cuộc thì tháng 9 năm 2012, ông Trần Tuấn Anh rời ghế hiệu trưởng về nắm ghế Thứ trưởng Bộ Công Thương. Do đó, không thể ra quyết định cảnh cáo nào dành cho hiệu trưởng Trần Tuấn Anh. Thông thường, những quan chức mà không hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở thì không thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn trước đó. Đến năm 2012 là năm ông Nguyễn Phú Trọng nắm ghế Tổng Bí thư, nhưng ông lại để chuyện này xảy ra và con người có đầy sai phạm, nhưng Trần Tuấn Anh lại có thể tiến thân bất chấp những yếu kém trước đó. Phải chăng đó là do thái tử đảng? Đây là hình ảnh trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông Trần Tuấn Anh có nhiều sai phạm khi còn làm hiệu trưởng. Việc thăng tiến suôn sẻ bất chấp tiêu cực, điều đó làm người ta nghĩ đến thế lực của ông cựu chủ tịch nước có thể nói là rất mạnh. Không biết với thế lực mạnh như vậy thì ông Trần Đức Lương sẽ che chở cho cậu con trai ra sao và tới khi nào. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng thì lại luôn hô hào chống tham nhũng, chống tiêu cực, nhưng ông lại để cho một nhân vật đẩy tai tiếng như Trần Tuấn Anh tiến vào Bộ Chính trị và giờ lại nắm chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương thì thật sự đối với nhân dân điều đó không được thỏa đáng. Ghi nhận tiếp theo là ở ghế Bộ trưởng thì ông ta tiếp tục sai phạm. Chiều tối ngày 4 tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh cho xe biển xanh ra tận chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài đón vợ ông là người mẫu Trần Thủy Hương lên chuyến bay Việt Nam 262 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, lấy cớ là nhân viên ra phi trường để đón Bộ trưởng. Trong khi đó, vợ ông Trần Tuấn Anh không được tiêu chuẩn có xe công vụ đưa đón. Sau đó 4 ngày, vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 2019, trước áp lực lớn của dư luận xã hội, ông Trần Tuấn Anh đã đăng tải bức thư xin lỗi nhân dân, đồng nghiệp và cấp trên của mình trên cổng thông tin Bộ Công Thương. Việc xin lỗi của ông được xem là hành động kịp thời. Tuy nhiên, điều đáng nói là ông lại cho kỷ luật 3 cán bộ gồm một nhân viên lễ tân, một trưởng phòng lễ tân và một lãnh đạo văn phòng thuộc Bộ Công Thương. Hành động này được xem là một hành động đổ lỗi không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên, việc này không phải là tội lỗi rõ ràng và nói lên tư cách đạo đức của người lãnh đạo, hành động rất của quyền của ông. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh và vợ ông bà Trần Thủy Hương. Chưa hết, vào những tháng đầu của năm 2020, Tổng công ty Điện lực Việt Nam cho tăng giá điện mà không có lời giải thích thỏa đáng nào với nhân dân cả nước. Việc này đã bị người dân phản ứng dữ dội trên mạng. Thay vì lắng nghe, ông Trần Tuấn Anh đã cho xử lý những cá nhân mà ông gọi là cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về điều chỉnh giá điện. Cách hành xử độc tài muốn che lấp sai phạm của doanh nghiệp thuộc dạng con cưng của chế độ như vậy đã làm cho dư luận phẫn nộ thêm. Đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Phạm Văn Hòa cho rằng kiến nghị này gây phản cảm. Sau đó, Bộ Công Thương đã giải thích rằng cơ quan vẫn luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến trái chiều, lỗi là ở cách diễn đạt trong văn bản gây hiểu lầm. Ông Trần Tuấn Anh luôn dùng thái độ cửa quyền để che đậy yếu kém như vậy, đó là thực tế. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh vẫn không bị kỷ luật hay khiển trách bất cứ chuyện nào về việc này. Dường như sau các việc như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cố tình lơ đi thay vì phải xử lý nghiêm minh. Điều đó phần nào cho thấy ông Trần Tuấn Anh có thể là người thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy khả năng ông Trần Tuấn Anh có bị đưa lên thớt như ông Đinh La Thăng hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ai cũng biết cha của ông Trần Tuấn Anh là cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tuy nhiên, thời ông Trần Tuấn Anh vào làm Trung ương, lúc ông Trần Đức Lương đã về hưu, và thực tế cho thấy ông Trần Đức Lương cũng không phải có thế lực sức mạnh như ông Nguyễn Tấn Dũng. Ấy vậy mà Trần Tuấn Anh tai tiếng hơn Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều nhưng lại tiến thân suôn sẻ hơn ông Nghị. Như vậy, phải đặt lại mối quan hệ của ông Trần Đức Lương là như thế nào? Đây là hình ảnh ông Trần Đức Lương có mối quan hệ với ông Nguyễn Phú Trọng khá tốt. Ít nhất ông Trần Đức Lương không phải là người đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng, đó là điều dễ thấy. Ông Nguyễn Tấn Dũng tuy gây dựng được thế lực mạnh nhưng hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn. Như vậy có thể thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không thể gửi gắm ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng Trần Đức Lương thì hoàn toàn có thể khả năng gửi gắm con mình cho ông Nguyễn Phú Trọng lo liệu để cậu được an nhàn và có những vị trí tốt nhất. Và đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đã làm lơ những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh và không hề kỷ luật cán bộ của mình hay khiển trách ông Bộ trưởng đầy tai tiếng này. Trong khi đó, với ông Nguyễn Thanh Nghị, chỉ cần có sai phạm là ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật ngay, mặc dù hồi tháng 6 năm 2020, ông Trọng cũng cho khiển trách Nguyễn Thanh Nghị về đất đai ở Phú Quốc và sau đó giáng chức từ ông Nghị từ bí thư tỉnh Kiên Giang xuống làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Như vậy có thể nói khả năng ông Nguyễn Phú Trọng mang Trần Tuấn Anh về làm trưởng ban kinh tế trung ương là để nâng đỡ cho Trần Tuấn Anh hơn là để trừng trị ông ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 với bản tin Trần Tuấn Anh được thăng chức hay sắp lên thớt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de